Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909 242 986, tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Từng kỹ tính, cầu toàn đến gay gắt, Bill Gates vẫn là ông chủ trong mơ của nhân viên Microsoft, lý do chắc hẳn khiến ai cũng bất ngờ. Nhiều người trong chúng ta thường có những hình dung về một nhà lãnh đạo kiểu mẫu, ít chỉ trích, hào phóng đưa ra lời khen ngợi, không quát tháo, dung hòa mọi việc và thích thỏa thuận hơn sự bất đồng. Kiểu nhà lãnh đạo này chắc chắn tồn tại nhưng hiếm có. Một trong những điểm chung thường thấy nhất sau khi nghiên cứu và phỏng vấn các nhà sáng lập tập đoàn lớn, giám đốc điều hành cho đến các vận động viên, đó là họ luôn đấu tranh cho những thay đổi và tiến bộ. Ông chủ trẻ kỹ tính Bill Gates, đồng sáng lập tập đoàn Microsoft, không chỉ được biết tới với khối tài sản khổng lồ mà còn với tư cách là một nhà từ thiện hảo tâm. Ông đã dành phần lớn tài sản của mình để đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nhiều thập kỷ trước, trong những năm đầu thành lập Microsoft, Bill Gates từng là một ông chủ khó tính, thường xuyên chỉ trích nhân viên. Theo James Wallace và Jim Erickson, tác giả cuốn tiểu sử Bill Gates và sự thành công của đế chế Microsoft, thì Gates nổi tiếng với việc gửi các email khiêu khích và châm biếm cho nhân viên của mình vào giữa đêm. Rất nhiều lập trình viên xui xẻo đã nhận được email lúc 2 giờ sáng với những chỉ trích như: đây là đoạn mã ngu ngốc nhất từng được viết. Các cựu nhân viên của Microsoft đã miêu tả văn phòng Microsoft những ngày mới thành lập là luôn có không khí rất đối đầu. Microsoft là một môi trường làm việc căng thẳng vì Bill Gates đã yêu cầu những người khác phải làm việc với cường độ áp lực như chính ông làm việc. Người đồng sáng lập Microsoft cùng Bill Gates, Allen, chia sẻ: thậm chí vị tỷ phú trở thành một người quản lý công việc khó tính khi rình mò bãi đậu xe vào cuối tuần để xem ai làm việc. Chiến thuật gián điệp của Gates và phong thái công sở thường xuyên gắt gao trong suốt những năm đầu của công ty tới tận thập niên cuối 90 khiến ông khét tiếng cả công ty là một vị giám đốc khó tính và chèn ép nhân viên. Một giai thoại khác đến từ George Sponkey, nhà sáng lập Trace Exchange và cựu quản lý chương trình được bổ nhiệm cho dòng sản phẩm Microsoft Excel. Trong một bài đăng trên blog năm 2006, Sponkey chia sẻ rằng Bill Gates là một người vô cùng chỉn chu và chi tiết. Ông yêu cầu tính chính xác cao và hoàn hảo đối với các mã lập trình. Trong các cuộc họp, Gates yêu cầu nhân viên phải giải trình các thông số kỹ thuật rất nhiều lần. Tất nhiên, những giai thoại về tính cách khét tiếng của Gates chỉ nói lên một khía cạnh của câu chuyện. Gates biết rõ hơn bất kỳ doanh nhân nào khác về cách truyền cảm hứng và thúc đẩy nhân viên của mình đạt được mục tiêu chung, đồng thời giúp họ tự phát triển sáng tạo. Cuối cùng, sau này Sponkey đã học được từ đồng nghiệp của mình rằng thực sự Bill Gates không muốn xem lại thông số kỹ thuật mà ông chỉ muốn chắc chắn rằng bạn đã kiểm soát được nó. Cách của nhà sáng lập Microsoft đó là hỏi những câu hỏi khó hơn và khó hơn nữa cho đến khi bạn thừa nhận bạn không biết và sau đó ông ta có thể la mắng bạn vì không chuẩn bị. Trên thực tế, các nhân viên của Gates mong muốn được thử thách và họ hy vọng có thể thách thức được giám đốc của mình. Một trong những nhân viên, ông Scott McGregor, người được Bill Gates thuê từ Xerox, nói rằng nhiều người không thích làm việc vì họ không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Điều này chưa bao giờ là một vấn đề tại Microsoft. Bạn luôn biết giám đốc nghĩ gì về những thứ bạn đang làm. Mục tiêu và động lực cho nhiều lập trình viên đó là khiến Bill Gates thích sản phẩm của họ. Hơn nữa, vị tỷ phú cũng không ngại thay đổi suy nghĩ nếu ai đó đưa ra một lập luận thuyết phục. Đó là một phẩm chất Stewart, một trong những lập trình viên đầu tiên của Microsoft đã ngưỡng mộ. Anh ấy có thể cực kỳ thuyết phục và hợp lý khi tranh luận về một vấn đề nào đó và cũng có thể là một hoặc hai ngày sau anh ấy nói rằng anh ấy đã sai. Có rất nhiều nhà lãnh đạo có những phẩm chất kinh doanh để thành công. Tuy nhiên, không nhiều người có thể đặt cái tôi của mình sang một bên như Gates. Đó là một đặc điểm hiếm có. Một Bill Gates già dặn hơn, khôn ngoan hơn. Sau này khi trưởng thành hơn, vị tỷ phú đã học được việc làm thế nào để quản lý thúc đẩy nhân viên của họ một cách có giới hạn và hiệu quả. Khi mới lớn, tôi nghĩ rằng cha mẹ tôi không công bằng thì tôi sẽ có xu hướng kháng cự và nổi loạn. Khi tôi còn ở Microsoft, tôi rất khó tính với những người mà tôi làm việc cùng. Điều này mang lại cho chúng tôi một số thành công, nhưng tôi chắc chắn rằng một số nhân viên đã cảm thấy thực sự cạn kiệt sức lực. Tuy nhiên, tinh thần tiên phong và bầu không khí truyền cảm hứng tại Microsoft đã thu hút nhiều người trẻ thông minh và đầy tham vọng đến với công ty. Phong cách quản lý đối đầu của nhà điều hành Bill Gates đã giúp Microsoft duy trì lợi thế của mình, đó là sự cứng rắn về tinh thần.
Bởi vậy, dù được xem là một nhà lãnh đạo khó tính, tuy nhiên ông vẫn nhận được sự yêu mến, ngưỡng mộ từ các nhân viên. Đó là do Bill Gates luôn làm mọi thứ vì sự phát triển và tiến bộ của công ty, cho dù điều đó có tạo ra những sự căng thẳng chốn công sở. Quản lý đối đầu không có nghĩa là luôn luôn tức giận và khó khăn, mà là ưu tiên thực hiện các mục tiêu và kỳ vọng hợp lý, tạo động lực thúc đẩy tính cạnh tranh, năng lực làm việc của nhân viên. Thêm vào đó là sẵn sàng lên tiếng chỉ trích một cách dứt khoát, nhưng không phải để chê cười, mà vì sự tiến bộ của nhân viên. Đó chính là những gì Gates đã làm và mang lại sự thành công vượt trội cho Microsoft như hôm nay. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.